Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với series Trading 101 của Coin68 TV. Và lại là mình, Mộc Tính đây, mình là admin nhóm 68 Trading. Rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong series này. Thì ít hôm trước thì Bitcoin vừa phá cái đỉnh cũ vào tháng 4 năm nay. Đồng thời nó cũng đóng cái nến tuần với mức giá cao nhất từ trước tới giờ. Thì đây là một cái tín hiệu vô cùng tích cực đối với không chỉ riêng Bitcoin mà đối với cả toàn bộ thị trường crypto luôn. Thì nếu như chúng ta so sánh giữa altcoin với Bitcoin đó, thì altcoin có vẻ hơi chậm hơn một chút xíu khi mà nó cái sự tăng trưởng của nó kém hơn nhiều so với Bitcoin. Cho nên mình đánh giá cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà rất là tốt để chúng ta có thể là bắt đầu chọn lựa dần những cái altcoin để vào hàng thời điểm này, bởi vì thị trường tích cực nhưng mà altcoin vẫn đang có vị thế tốt. Rồi, cho nên mình là trong cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ và cập nhật lại tình hình thị trường Bitcoin, Bitcoin Dominant và cũng như là chia sẻ thêm một số những đồng altcoin đang có những cái vị thế tốt mà chúng ta có thể vào hàng. Rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. À, mà trước khi bắt đầu cái video này thì các bạn có thể ủng hộ tụi mình bằng cách đặc biệt là kéo xuống bên dưới, nhấn nút like video, subscribe kênh và nhấn ngay nút chuông bên cạnh nếu như các bạn muốn cập nhật những cái video mới nhất từ tụi mình. Rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận qua Bitcoin một chút xíu nha. Thì ở đây chúng ta thấy là Bitcoin nó từ cái vùng mua hôm trước mình chia sẻ với các bạn nè, từ khu vực là 38-40 nghìn chỗ này nè, mình đã chia sẻ với các bạn những cái mình đã bắt đầu hàng dần ở đây rồi. Và thời điểm đó thì Bitcoin nó đã bắt đầu tăng dần ở đây, phá cái đường neckline ở đây và tăng vượt qua cái đỉnh cũ luôn. Mà không chỉ cái việc Bitcoin nó vượt qua cái đỉnh cũ mà nó còn đóng cái nến tuần, đây đóng cái nến tuần với cái mức giá cao nhất từ trước tới giờ. Đấy, thì đây là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực đối với mình, cực kỳ bullish luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó không chỉ đóng, nó chỉ không chỉ phá qua cái vùng này mà nó còn xác nhận là nó đã vượt qua cái vùng này bằng cái việc là đóng cái nến tuần ở trên đây luôn. Cho nên mình tin rằng là thời điểm tới thì Bitcoin rất là bullish và tăng trưởng rất là mạnh. Đây các bạn thấy là ở đây chúng ta có một cái Doji nha. Bởi vì khi mà nó phá cái đỉnh cũ rồi thì cái việc retest lại là cái việc hiển nhiên, và nó cũng ít trong những ngày hôm nay thì nó cũng đã phản ứng rất là tốt ở vùng này. Nó chỉ mới giảm hôm qua thôi nhưng mà hôm nay nó đã bật lên rồi. Và hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, và nó nếu như nó vẫn giữ cái vùng giá này trong ngày hôm nay và ngày mai nữa thì ở đây chúng ta sẽ có tạo một cây Doji. Đấy, và xem như là nó đã retest thành công cái khu vực này rồi và tiếp tục tăng trưởng lên. Đấy, và trong những cái nhận định trước của mình đó là mình đã chia sẻ là Bitcoin từ khu vực này ha, nó đã tăng lên khu vực 83.000 thì mọi thứ nó vẫn đang đi trong cái kế hoạch. Và vừa rồi nó đã test lại khu vực này rồi. Đây các bạn có thể xem ha, trong cái nến ngày hiện hôm nay nó đã test lại và nó bật lên rất là nhanh, rất là nhanh chóng. Thì mình tin rằng là cái khu vực 60.000 này nếu mà trụ vững thì cái việc mà lên 72 hoặc là 83.000 là một cái điều rất là dễ dàng. Thì đấy, nếu như các bạn kéo cái đường trendline mà đường này là cái đường gọi là xác nhận cái việc mà Bitcoin quay lại cái thời kỳ uptrend. Đấy, cái đường này được vẽ ra khi mà chúng ta thấy downtrend ở đây nè. Và nhiều người cho rằng là nếu như Bitcoin nó vượt qua cái vùng này á thì nó mới bắt đầu trở lại cái thời kỳ uptrend. Thì vừa rồi thì nó vừa phá qua và nó cũng retest ngay tại thời điểm này thì nó đã retest, nó đang test lại khu vực này rồi. Và nếu như thành công thì cái việc đây mình nghĩ là nó sẽ tăng lên khoảng tầm 72 cho đến 83, tùy theo cái độ đẩy của nó như thế nào. Đó, các bạn có thể chờ những cái khu vực này và xem xét rằng là có những cái cơ hội và những cái phản ứng ở những cái thời điểm những khu vực này như thế nào, rồi chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định ra hoặc là vào hàng. Rồi, tiếp theo là Bitcoin Dominant. Thì như mình có chia sẻ hôm trước là Bitcoin Dominant nó sẽ quay đầu từ khu vực tầm 41, nhưng mà thực tế là nó đi sâu tới khu vực 39 luôn. Nó mới bắt đầu quay đầu đây, mình vẽ đây là mình sẽ bật giải bật lên đây, tuy nhiên là nó đã đi sâu hơn nó mới bật lên. Mà điều đó không thành vấn đề gì, nó vẫn quay đầu thôi. Và hiện tại nó đã quay đầu lên tới 47.
Thì ở đây mình có một cái số nhận định là Bitcoin giảm giá, anh con giảm. Bitcoin hồi phục và tăng giá mạnh mẽ. Anh con hầu như đứng nghiêm và giảm đôi chút. Dom sẽ tiến tới 52. Thì thời gian vừa qua thì chúng ta vừa chứng kiến là Bitcoin nó tăng giá rất là mạnh mẽ nè. Anh con gần như là đứng nghiêng rồi một số con đã giảm. Đấy. Thì đó là chúng ta đang nằm ở cái bước 2 này. Đang nằm ở bước 2 này và bước 2 này sẽ luân phiên với bước 1. Đấy, hai cái bước này sẽ luân phiên với nhau. Đó, và cuối cùng đến khi mà Bitcoin Dominant đó, nó đạt ở mốc 52, nghĩa là nó tăng lên đây á, thì bắt đầu nó sẽ giảm xuống và chúng ta có một cái super an season. Thì cái post này, những cái thông tin này mình có chia sẻ trên nhóm 68 Trading. Thì nếu như các bạn quan tâm, mình sẽ để link ngay bên dưới description, các bạn hãy nhấn vào và xem ngay. Rồi, thì ít hôm vừa rồi thì chúng ta thấy được Bitcoin nó đã trả dần cái dòng tiền về những anh con rồi. Thì theo mình đánh giá thì nó sẽ trả trong cỡ tầm hôm nay ngày mai nữa, kiểm tra lại khu vực tầm 44 này, 1 2 ngày sideways ở đây, rồi sau đó nếu mà thấy ổn thì nó sẽ bắt đầu tăng lên đây. Cho nên là thời điểm hiện tại thì đối với những cái anh coi, mình nghĩ đối với những con nào mà đang ở vùng đáy thì khả năng cao là nó sẽ tiếp tục là nó sẽ bắt đầu quay đầu và tăng dần. Đấy. Các bạn mình nghĩ ở đây á, thì hạn chế mua những con nào đó đã tăng mạnh rồi. Hãy mua những con mà đang ở khu vực đấy. Rồi. Đồng Dot ha. Dot này mình có chia sẻ và nhận định là sau khi nó về khu vực là 38 thì mình có cho cái vùng mua. Vùng mua tầm 20 28. Ở đây 28 về 28 hai lần mình đã có vào hàng và mình chia sẻ với anh em mình có một cái lệnh Dot. Mình không chỉ mua spot mà mình mua cả future nữa. Thì nó vẫn đang đi tốt và dự kiến Dot nó sẽ lên tầm khoảng 50 53 54. Rồi nó sẽ chỉnh một phát, sau đó nó đi cái nó sóng năm cuối cùng. Đó, đó là dự kiến. Nếu các bạn đánh future, các bạn có thể quan tâm và chốt những khu vực này. Link. Đồng link này thì mình cũng chia sẻ trên nhóm 68 chia đi. Nhận định của mình là mua vùng 20 này rồi, mình cũng có mua rồi. Và sau đó thì đối với một số bạn future thì cũng cũng có cái follow cái trạng này của mình này. Thì mình cho lên, mình vẽ là nó có một cái nhịp tăng, một nhịp hiệu chỉnh rồi. Mua và mình cũng vừa mới chốt lời một nửa ở khu vực 31 đô này. Và vừa đúng 31 đô này ra hiệu chỉnh rồi thì rất là ok. Tiếp theo thôi. Gromia là một trong những đồng mà mình rất là tin tưởng về sự tăng trưởng của nó trong tương lai, bởi vì nhất là giá của nó cũng khá là tốt rồi, đang 0.36 và cơ hội của nó tăng còn rất là nhiều. Nó đang xây dựng hình cung hình này. Cup and handle nè, các bạn thấy không? Cup and handle ha. Thì trước đây mình chia sẻ nó khu vực mua là 0.28, khi mà giá đang ở 0.5 thì mình chia sẻ 0.28. Thì có nhiều bạn là nghĩ là nó sẽ không bao giờ giảm nữa đâu, nó breakout chỗ này rồi nó tăng luôn rồi đấy, và nói chung là có những cái bình luận tiêu cực mình không muốn nhắc tới. Thì nhưng mà sau đó thì nó cũng đã đi đúng như nhận định là nhưng mà và bắt đầu có tín hiệu quay trở lại khi mà nó đã chạm khu vực vùng mua rồi. Ở đây thì mình cũng có mua và chia sẻ cho các bạn trên nhóm cùng mua, mình sẽ giữ. Và có thể là lên đến khu vực là 0.48 và 0.5 á, nó sẽ có một cái hiệu chỉnh nhẹ trước khi lên 0.95 ở trên đây luôn. Đấy. Và mình nghĩ dành cho Grameer thì các bạn có thể hold trong năm nay rồi, thậm chí là qua tới năm sau luôn, không còn phải để những cái thị trường ảnh hưởng. Rồi, tiếp theo sau đó là chỉ số DeFi. Nếu như các bạn biết thì mình trong thời gian gần đây á, thì mình đánh giá dòng tiền á, nó đang luân chuyển rất là tốt và nó chưa đổ vào DeFi. Và DeFi đây là có những cái mã đang những có những cái vùng entry rất là tốt thời điểm hiện tại. Lý do tại sao mình call những cái đồng DeFi này, bởi vì mình đánh giá cái chỉ số DeFi Index này nó đã bắt đầu breakout rồi nè các bạn. Bắt đầu có breakout rồi. Đối với những cái đồng khác như là nền tảng blockchain thì nó đã breakout và tăng trưởng rất là mạnh rồi. Tuy nhiên DeFi thì nó đã bị chững lại rồi. Và có thể cái đợt breakout này đây chính là cơ hội. Cơ hội cho DeFi nha các bạn. Đây mình đánh giá là nó sẽ đi như vậy ha. Mình dùng Fibo mình đo ha. Đây. Thì sau khi nó lên đây thì nó có thể
tăng tăng lên đây ha, tăng lên đây, ngồi chỉnh chỉnh một phát, rồi sau đó tăng tiếp lên 21.000 nha, là gần như gấp đôi so với thời điểm hiện tại, đúng không? Đây là một cái đây là nhận định của mình về thì chỉ số DeFi trong thời gian sắp tới. Thì cái chỉ số DeFi này là một cái tượng trưng cho cái nhìn chung về cái thị trường DeFi trong thời gian sắp tới, chứ không có riêng một cái mã nào cả. Cho nên nếu mà các bạn muốn tìm một mã nào đó thì các bạn hãy soi kỹ hơn. Thì đây mình có một số đồng là Sushi Compound AV vào 1 inch. Mình đánh giá 1 inch trước nha. Mình thì ở đây nó vừa phá cái neckline này. Nó vừa phá cái neckline và tiềm năng nó còn tăng tiếp lên 6.5 đô. Mình hay nói vui nó đây gọi lại là 1 inch nó sẽ sớm thành 6 inch mà thôi. Đấy, thì nghĩa là 6 đô, cái vùng tương đương với vùng tiếp vọng cận cái vùng đỉnh cũ thôi. Thì đây là cái vùng giá take profit ngắn hạn, còn các bạn muốn dài hạn thì nó sẽ xa rất là nhiều, mình sẽ cập nhật trên nhóm sớm thôi. Đây, trước mắt thì chúng ta ăn cái nhịp này đã, rồi sau đó tính tiếp. Rồi nếu như đánh giá về những cái đồng khác á, thì nó hiện tại là vẫn đang chưa tăng, như là AV, Compound và Sushi thì vẫn đang nằm ở trong khu vực này và chưa tăng trưởng mạnh. Đây ví dụ nha, ví dụ đang Sushi thì chúng ta đang thấy nó đang nằm sát cái vùng trendline dài hạn ha. Nếu như các bạn mua ở đây á thì các bạn cứ yên tâm mà giữ nha. Thậm chí là bây giờ nó có giảm tối đa luôn á, chỉ về khu vực là vùng là 9.2 thôi, và nếu như phá 9.2 thì chúng ta stop loss, nhưng mà mình nghĩ là đây là cái vực mà tối đa nó có thể giảm rồi. Thì cái entry hiện tại là 10.9, 10.8 mà như các bạn mình đã chia sẻ trên nhóm á, thì cái vùng entry này rất là tốt để cho chúng ta có thể giữ dài hạn, không phải quan tâm gì hết. Và nếu như các bạn đánh future thì có thể take profit vùng 13.6 và 15.8. Rồi những cái vùng TB tiếp theo là 21 và 40 là dành cho take profit dài hạn. Đấy, nếu mình không lầm thì mình đoán là thị trường nó sẽ đi như thế này. Đây, rồi sau đó lên các bạn ha. Đây là tương đương với việc là nó có 3 lần chạm, không, 1 lần, 2 lần ở đây ha, 3 lần ở đây. Rồi sau đó nó sẽ lên 40 đô thì sẽ gấp 4 lần. Đây chúng ta sẽ x4 nếu chúng ta mua ở vùng giá này. Và vùng giá này á, nếu như có đợt hiệu chỉnh tiếp theo á, thì vùng giá này nó vẫn thấp hơn cái đợt hiệu chỉnh đó. Đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm mà mua nha. Rồi, tiếp theo là Compound. Compound cũng khá là tương tự với Sushi. Tuy nhiên thì đây nó đã cái nhịp thứ 3 rồi ha. Cho nên mình đánh giá là ở đây nó sẽ lên luôn, luôn ở đây. Lên luôn từ cái khu vực vùng giá này luôn, và các bạn cứ chắc chắn an toàn là giữ hàng thôi. Ha. Ở đây mình có một cái mã khác là cái mã rút. Cái rút này mình có chia sẻ cho anh em rất là nhiều mà không biết là các bạn có mua hay không. Đấy, khi mà các bạn mua thì có nhiều bạn mua ở khu vực là như là 180, 150 như mình chia sẻ đó, và khi nó về tới 120 thì các bạn hoang mang hỏi mình có chốt không, thì tất nhiên là làm sao mà chốt lỗ được trong khi chàng này rất là đáy rồi. Và nếu như các bạn đã giữ được cái thời điểm mà khi mà nó ở khu vực 150 hoặc là 120 á, thời điểm đó mà giữ vững á, thì tới bây giờ các bạn có thể là đang x2 từ khu vực đó rồi. Và nếu như đánh giá về dài hạn á, thì rút giá nó vẫn đang rất là thấp và còn tiềm năng tăng gấp nhiều lần nữa. Đây, TB cuối cùng của mình là 1.300. Nếu các bạn an toàn thì có thể chốt ở đỉnh cũ khu vực là 886. Đây, mức giá khá là phong thủy luôn. Đây, tốt nhất là chốt ở đây phần lớn và cuối cùng giữ cho đến 1.300. Rồi, tiếp theo là AV. AV không về tới đây nha các bạn, về tới đây thôi, tương đối thôi ha. AV thì mình cũng mua ở đây rồi và mình chia sẻ các bạn mua ở đây ha. Ở đây vùng này rất là đáy, nếu các bạn kéo về dài hạn thì nó vẫn như những cái đồng khác, rất là đáy. Rồi cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai là nó đang tạo thành cái mô hình là đây, mô hình hai đáy ha, và đây là những cái đỉnh volume nè. Đây, những cái vùng đáy là những cái đỉnh volume nè, cho nên các bạn có thể an tâm ha, an tâm mua vô ở đây, bởi vì rõ ràng là cái mô hình này là mô hình mà gom hàng, một ha, hai nè ha, đó, gom hàng và tăng lên tầm 900 đến 1.200 là sớm thôi, không phải bàn cãi. Ok, mình vẫn giữ chắc hàng DeFi. Có thể là DeFi nó sẽ đi sau những cái
Bitcoin về blockchain và những cái coin rất là trending về gaming á. À, nhưng mà mình đánh giá gaming á, chắc khoảng đến năm sau thì nó mới bùng nổ trở lại, bởi vì thời điểm hiện tại, thời điểm vừa qua thì có rất là nhiều gọi là những cái game scam. Điều này ảnh hưởng tới cả mặt bằng chung của những cái con game. Đấy thì từ từ dòng tiền có thể sẽ đổ qua DeFi trước rồi sau đó mới quay trở lại về những cái con game đấy. Rồi, quay trở lại những cái đồng DeFi đi. Thì các bạn có thể là mua vùng giá này và chắc chắn là nếu như các bạn hold vùng giá này á thì luôn luôn lãi cho dù nó có hiệu chỉnh như thế nào. Cho nên cứ cầm hàng chắc ở khu vực này thôi. Và cuối cùng á, là cái đồng Open Ocean. Đồng này mình cũng đánh giá như là một con hàng gem mà mình sẽ mua và mình giữ trong dài hạn, cho đến khi nó list Binance hoặc là nó ít ít năm mình sẽ chốt. Thì tại sao mình chọn Open Ocean? Thứ nhất là cái đồ thị giá của nó khá là tốt và nó đang sideways và có thể mua ngay khu vực là 0.6 đến 0.7. Mình đã mua dần ở khu vực này rồi. Hiện tại thì nó chỉ mới có mặt trên sàn KuCoin và một cái số sàn DEX thôi. Và thứ hai là về market cap. Nó là một cái sản phẩm, nó cung cấp một cái sản phẩm giống như là một inch. Đấy là một cái DEX aggregator, là một cái sàn DEX tổng hợp thanh khoản từ nhiều sàn khác nhau. Thì nó sẽ tự động nó lựa chọn ra các bạn là giao dịch ở cái thanh khoản ở cái sàn nào sẽ là tối ưu nhất và nó sẽ chuyển các bạn cái giao dịch của bạn đến đấy. Thì hiện tại cái market cap của nó đang là 102 triệu. Còn so với market cap của một inch là 713 triệu, mà một inch mà theo mình nghĩ cái tiềm năng nó vẫn tăng trưởng nó lại lớn nha. Thì Open Ocean nếu mà phát triển một sản phẩm tốt đủ á, thì mình nghĩ cái việc mà theo đuổi market cap từ 25 đến 50% của một inch là chuyện bình thường. Đấy thì tầm khoảng thêm ít năm nữa. Đấy còn về đánh giá về sản phẩm Open Ocean ha. Và thấy đây là cái website của Open Ocean, hiện tại nó đang cung cấp được rất là nhiều nhiều cái chain ha. Rất nhiều chain. Rồi. Cùng với đó là có một cái những cái roadmap rõ ràng, sàn giao dịch thì thân thiện. Và đây là danh sách những nhà đầu tư của nó, bao gồm cả Binance, Multicoin, Huobi, Atonomy, đấy, OKX nữa. Và cho nên mình đánh giá là đây là một cái đồng mà trend tiềm năng và khả năng là nó sẽ list Binance rất là cao nha các bạn. Cho nên mình mua đây, mình mua tầm khu vực là 0.6 và 0.7 và mình sẽ đợi đến khi lên Binance hoặc là ít năm mình sẽ chốt đồng này. Rồi, OK. Và vừa rồi là những cái nhận định của mình về thị trường crypto trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như là một số đồng coin mà mình đánh giá tiềm năng để vào hàng ngay tại thời điểm hiện tại. Mình hy vọng rằng những cái thông tin mình chia sẻ hữu ích đối với các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Lớp Giao Dịch Trading 101 tại Coin68 TV.